Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đều phải siêng học 42 chữ, thâu vào một chữ cũng bao trùm cả 42 chữ. Học như thế rồi, đối với các môn văn tự đều được thiện xảo. Đối với các môn văn tự đều được thiện xảo rồi. Lại ở nơi vô văn tự sử dụng một cách thiện xảo như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, ở nơi pháp thiện xảo, ở nơi văn tự thiện xảo. Vì ở pháp nơi văn tự thiện xảo nên ở nơi vô văn tự có được thiện xảo, do thiện xảo nên vì là hữu tình, vì pháp có văn tự nên thuyết pháp vô văn tự, vì pháp vô văn tự nên thuyết pháp có văn tự. Vì sao? Vì lìa văn tự, không có văn tự thì không có Phật pháp, nhưng vượt khỏi các văn tự mới gọi là chân Phật pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp, tất cả hữu tình đều hoàn toàn không, vô tế không. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp và các hữu tình đều hoàn toàn không, vô tế không, nên vượt các văn tự ấy, tất cả pháp và các hữu tình tự tánh hoàn toàn đều bất khả đắc, thì chúng đại Bồ Tát làm sao tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc tu hành bốn tịnh thử, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu hành 37 pháp Bồ Đề Phần, hoặc tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, hoặc an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoặc tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu hành pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc tu hành 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Đại Bồ Tát làm sao ngay trong đời này hành 6 pháp, đạt đến bờ giác và các thần thông vì các hữu tình giảng thuyết chánh pháp. Bạch Thế Tôn, tất cả hữu tình cũng bất khả đắc, sự hoạt động của chúng cũng bất khả đắc. Vì tất cả hữu tình bất khả đắc nên sắc cho đến thức cũng bất khả đắc, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng bất khả đắc, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng bất khả đắc, nhãn giới cho đến ý giới cũng bất khả đắc, sắc giới cho đến pháp giới cũng bất khả đắc, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng bất khả đắc, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, địa giới cho đến thức giới cũng bất khả đắc, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng bất khả đắc, các pháp theo duyên sanh ra bất khả đắc, vô minh cho đến lão tử cũng bất khả đắc, 6 pháp ba la mật đa cho đến 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Như vậy, Bạch Thế Tôn, trong bất khả đắc không có các hữu tình và sự hoạt động của họ, cũng không có các sắc thọ tưởng hành thức và sự hoạt động ấy, cho đến cũng không có 80 vẻ đẹp và sự hoạt động ấy. Tất cả pháp hữu tình và sự hoạt động của họ đã bất khả đắc, đều vô sở hữu. Thì Đại Bồ Tát làm sao khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì các hữu tình mà giảng thuyết các pháp? Không có chúng Đại Bồ Tát tự an trụ pháp bất chánh, vì các hữu tình nói pháp bất chánh, khuyên các hữu tình trụ pháp bất chánh, đem pháp điên đảo an lập hữu tình. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không chứng được Bồ Đề, huống là chứng được pháp Bồ Đề Phần, còn không chứng được Bồ Tát, huống là chứng được pháp Bồ Tát. Như vậy làm sao tu Bồ Đề Đạo vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả hữu tình và sự hoạt động của họ, cũng như tất cả pháp và sự hoạt động kia đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên đều vô sở hữu, vì vô sở hữu nên biết pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên biết chân như không cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không, nên biết thánh đế khổ không cho đến thánh đế đạo cũng không, nên biết sắc uẩn không cho đến thức uẩn cũng không, nên biết nhãn xứ không cho đến ý xứ cũng không, nên biết sắc xứ không cho đến pháp xứ cũng không, nên biết nhãn giới không cho đến ý giới cũng không, nên biết sắc giới không cho đến pháp giới cũng không, nên biết nhãn thức giới không cho đến ý thức giới cũng không, nên biết nhãn xúc không cho đến ý xúc cũng không,
Nên biết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không. Nên biết địa giới không, cho đến thức giới cũng không. Nên biết nhân duyên không, cho đến tăng thượng duyên cũng không. Nên biết các pháp theo duyên sanh ra đều là không. Nên biết vô minh không, cho đến lão tử cũng không. Nên biết ngã không, cho đến người thấy cũng không. Nên biết bố thí ba la mật đa không, cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không. Nên biết bốn tịnh lự không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không. Nên biết bốn niệm trụ không, cho đến tám chi thánh đạo cũng không. Nên biết pháp môn giải thoát không, không, cho đến pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không. Nên biết tám giải thoát không, cho đến mười biến xứ cũng không. Nên biết tịnh quán địa không, cho đến như lai địa cũng không. Nên biết cực hỷ địa không, cho đến pháp vân địa cũng không. Nên biết pháp môn đà la ni không, cho đến pháp môn tam ma địa cũng không. Nên biết năm loại mắt không, cho đến sáu phép thần thông cũng không. Nên biết mười lực của Như Lai không, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng không. Nên biết đại từ không, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không. Nên biết 32 tướng không, 80 vẻ đẹp cũng không. Nên biết pháp không quên mất không, tánh luôn luôn xả cũng không. Nên biết trí nhất thiết không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không. Nên biết quả dự lưu không, cho đến độc giác bồ đề cũng không. Nên biết tất cả hành đại bồ tát không, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không. Nên biết nghiêm tịnh cõi Phật không, thành thục hữu tình cũng không. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy tất cả pháp đều không, rồi mới vì các hữu tình mà giảng thuyết các pháp, làm cho xa lìa sự điên đảo. Mặc dù vì hữu tình mà giảng thuyết các pháp, nhưng đối với hữu tình và tất cả pháp đều vô sở đắc. Đối với các tướng không, chẳng thêm chẳng bớt, không lấy không bỏ. Do nhân duyên này, tuy nói các pháp nhưng không có chỗ để nói. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp, khi quán như thế chứng được trí vô chướng. Do chứng được trí này, nên chẳng làm hư hoại các pháp không hai, không còn phân biệt. Vì các hữu tình mà như thật giảng thuyết, làm cho họ lìa vọng tưởng điên đảo chấp trước, tùy sự tu hành đạt tới quả tam thừa, như có Như Lai, hóa làm một vị Phật. Vị Phật này có thể hóa làm vô lượng 100 ước hữu tình. Khi vị hóa Phật kia có thể dạy cho họ đã hóa ra ấy, hoặc làm cho họ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến, làm cho tu hành đạt đến trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho chứng đắc, quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc làm cho đầy đủ tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc làm cho chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Ý ông thế nào? Khi vị hóa Phật và chúng hữu tình được hóa ra, giả sử đối với các pháp có sự phân biệt và phá hoại không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có các chỗ biến hóa đối với tất cả pháp, không có phân biệt. Phật dạy, này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết chúng đại Bồ Tát cũng lại như vậy, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình nên như thật giảng thuyết chánh pháp, tuy chẳng phân biệt về pháp tướng pháp pháp